Dù đường ống nước máy đã đưa về tận nhà, nhưng điều nghịch lý là người dân vẫn phải đi xin nước giếng về dùng. Câu chuyện này đang xảy ra ở thôn Diêm Điền, xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Nguyên nhân là nhà máy nước sinh hoạt do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đầu tư xây dựng tại đây đã không đủ nước sạch cung cấp. Chính quyền địa phương và chủ đầu tư vẫn chưa tìm ra hướng khắc phục tình trạng này. Giếng nước này giờ là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cho hàng trăm người dân ở thôn Diêm Điền, xã Tịnh Hòa. Người ở xa thì đi xe máy, người ở gần thì đi gánh từng can nhựa để lấy nước về dùng. Thực trạng này diễn ra gần một năm nay. Cực lắm, chiều nọ cũng phải cực khổ. Đi làm cực khổ với chứ chiều về phải tranh thủ đi gánh nước, chứ không gánh nước thì không có nước xa. Ở trước kia là nhà nó không có bồn lạc, là giếng do ở đây nó phèn á. Cái đồ phá bồn lạc ấy, là dùng nước sạch. Mà bây giờ cuối cùng không có phải đi giác lệ. Bồn lạc bây giờ cũng không làm lại được. Nguồn nước tại xã Tịnh Hòa bị nhiễm phèn cách đây chục năm. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư 2,4 tỷ đồng để xây dựng nhà máy nước sạch với công suất 400 mét khối một ngày đêm, cung cấp cho 500 hộ dân. Tuy nhiên, gần một năm qua, do nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tăng cao, cộng với thời tiết khô hạn, nên nguồn nước xử lý của nhà máy cũng cạn dần. Những khu vực cuối đường ống, nhất là thôn Diêm Điền, nước không chảy đến được. Không có nước uống, nước sinh hoạt hàng ngày phải đi xin nước, còn quần ố thì phải dạt nước phèn không mới đem ra sông dạt, chứ còn không tuyệt đối là không có nước dạt. Thị xã cũng đề bạt lên trung tâm làm việc với ủy ban nhân xã Tịnh Thiện cũng như là người dân Tịnh Thiện, cái phần nước dư thừa thì cho Tịnh Hòa đấu nối để phục vụ cho cái dân liền kề, tức là gồm có Diêm Điền, có xóm Điền Trung và xóm Điền Thủy là sát với Tịnh Thiện để mà kịp thời phục vụ nước cho nhân dân. Trong lúc chờ đợi, người dân Diêm Điền không còn cách nào khác ngoài việc hàng ngày mất công mất sức đi gánh từng can nước về dùng như thế này. Thưa quý vị, Tổng cục Đường bộ cho biết, thời gian qua trên mạng xuất hiện một số trang web có giao diện tương tự với trang thông tin điện tử giấy phép lái xe do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý như gplx.gov.com.vn, tra cứu gplx.gov.edu.vn, tra cứu giấy phép lái xe.net. Các trang web này tồn tại tinh vi với tên miền đặt ở nước ngoài, gây nhầm lẫn cho người dân khi tra cứu thông tin dữ liệu và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý. Tổng cục Đường bộ đã khuyến cáo đến người dân, đồng thời kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải giao Trung tâm Công nghệ Thông tin kiểm tra, đánh giá tính năng bảo mật, an toàn thông tin của hệ thống giấy phép lái xe, từ đó đề xuất giải pháp, phương án bảo vệ, ngăn chặn và khắc phục kịp thời hệ thống giấy phép lái xe. Chương trình Đường dây nóng có nhận được phản ánh về khu chung cư ngõ 47 Lê Lai ở Hải Phòng đang trong tình trạng nguy hiểm. Các cấu kiện, đặc biệt là ô văng ban công các tầng, có thể rơi vỡ bất kỳ lúc nào. Điều đáng nói, ngay dưới khu chung cư xuống cấp tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn này là chợ dân sinh. Và một số hộ dân ở tầng 1 vẫn chưa di rời do chưa thống nhất với chính quyền sở tại về mức đền bù và hỗ trợ nơi ở mới. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa có chỉ đạo giao Sở Xây dựng Hải Phòng chủ trì cùng với Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền khẩn trương kiểm tra mức độ xuống cấp, nguy hiểm, thực hiện bồi thường, hỗ trợ di rời các hộ dân còn lại tại tầng 1 mặt bằng khu chung cư trên. Trong trường hợp cần thiết, chủ động đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện cưỡng chế việc di rời. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã xác định được đối tượng cầm dao quắm gây rối trật tự công cộng tại quốc lộ 1A đoạn qua xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng. Đối tượng gây rối là Triệu Văn Quỳnh, sinh năm 1978, trú tại thôn Đồng Đĩnh, xã Chi Lăng. Công an đã triệu tập đối tượng lấy lời khai ban đầu và đang xác minh người bị hại để xử lý. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam thanh niên khoảng 30 tuổi trong tình trạng say xỉn, cầm một con dao quắm chặn xe ô tô tải để gây gổ, chửi bới giữa quốc lộ 1A. Hành động này làm cho các lái xe sợ hãi và gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên quốc lộ. Tỉnh Quảng Ngãi đang áp dụng mức xử phạt nặng đối với các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Những tàu cá cố tình vi phạm ngoài việc bị phạt tiền, tịch thu hải sản, thu hồi giấy phép khai thác thì còn bị chuyển qua cơ quan điều tra xử lý hình sự. Tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm không để tàu cá vi phạm khai thác IUU để xây dựng nghề cá bền vững. Những tàu cá vi phạm khai thác IUU đều được cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi xác minh làm rõ và xử lý nghiêm. Từ đầu năm đến nay, đã có 43 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, ngắt kết nối giám sát hành trình, đánh bắt không đúng ngành nghề khai thác,
bị xử phạt với số tiền 1,4 tỷ đồng. Trong đó có một chủ tàu bị xử phạt trên 900 triệu đồng và tước quyền sử dụng bằng thuyền trưởng 9 tháng. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, duy trì đúng cái chức năng nhiệm vụ và đúng cái quy trình đối với việc kiểm soát tàu thuyền khi xuất bến, nhập bến. Ra khơi thì máy giám sát hành trình thì mình mở là 100%. Khu vực mình được quyền đánh bắt thì mình mới được khai thác. Những khu vực nào mà cấm hoặc là qua nước bọn thì mình không xâm phạm tới. Công tác kiểm tra, truy xuất nguồn gốc thủy sản cũng được các văn phòng kiểm soát nghề cá Quảng Ngãi duy trì thường xuyên. Những tàu đánh bắt hải sản không đúng ngư trường, không đúng ngành nghề đăng ký đều bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của luật thủy sản. Bọn vùng biển ấy, thì mình lập biên bản và xử phạt không cho tăng cá. Còn nếu mà không vi phạm vùng biển ấy, thì mình sẽ cho họ tăng cá và mình kiểm soát sản lượng. Tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai các biện pháp phòng chống vi phạm khai thác IUU trong thời gian tới. Không chỉ duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật khi đánh bắt trên biển cho ngư dân, mà các chế tài xử phạt đang được áp dụng mạnh thay cho việc nhắc nhở. Đối với những cái tàu mà có tham gia chính sách hỗ trợ, ví dụ như 48, 67, thì chúng tôi sẽ rà soát lại. Nếu lặp đi lặp lại nhiều lần thì chúng tôi sẽ báo công tỉnh là không cho hưởng chính sách. Còn đối với những tàu mà cố tình vi phạm nữa thì chúng lập hồ sơ và chuyển qua cơ quan điều tra để xem xét xử lý nghiêm. Quảng Ngãi đang thực hiện đúng các khuyến nghị của EC trong việc chống khai thác IUU. Những tàu cá có dấu hiệu vi phạm đều được xác minh làm rõ và điều tra xử lý nghiêm nhằm chấm dứt việc tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản bất hợp pháp, góp phần gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp hay những vấn đề mà quý vị gửi về chương trình, chúng tôi sẽ tiếp nhận và sớm có thông tin trong các chương trình tới. Hãy nhớ số điện thoại của chương trình 0868010101 và địa chỉ email dangdayong@vtc.gov.vn. Quý khán giả cũng có thể gửi thư về chương trình theo địa chỉ Đường dây nóng Đài truyền hình kỹ thuật số VTC 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Tôi là Quang Huy, tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một sản phẩm mới. Sự kết hợp giữa một đài truyền hình và một hãng công nghệ mới. Một sản phẩm đánh thức các giác quan. Một sự khởi đầu mới mẻ nhưng không kém phần gần gũi. Đồng hành cùng tôi chờ đón một sản phẩm đặc biệt sắp được ra mắt.